Rồi xin chào anh em, thì hôm nay em review cho anh em lại con mài này nhá. Tổng cộng là 30 mấy cây đã đi hết, còn 2 cây nữa đó. Cửa hàng này kia người ta cũng nhập rất là nhiều, cho nên anh em bán lẻ tranh thủ mua hàng nhá. Giờ hiện tại đã hết hàng em còn 2 cây này nữa, thì anh em nào mua thì liên hệ đó. Mua thân máy được tặng pin 5A. Đây, pin 5A của nó. Hàng bảo hành 12 tháng hết, kể cả máy kể cả pin. Mã máy là đây, M18 CAG100X. Còn OX này là tương đương với lại có cái thùng này. Còn bình thường mã của nó chỉ tới đây thôi. Còn OX tương đương là cái thùng đó. Thì máy này là bao gồm một cái thùng, một cái thân máy đó, được tặng cục pin 5A đó. Giá chỉ 3.600.000. Anh em tranh thủ mua còn 2 cái duy nhất đó. Phụ kiện của nó có thêm nhân 2 cái lọc này, là có 2 cái lọc này. Rồi có cái để mở bảo vệ te với đá. Đó. Thì xài đĩa 100, vòng tua 8500 RPM. Đó, động cơ không chuyển than brushless. Đó. Riddling put. Đó. Rồi ok. Anh em xem bên trong. Em sẽ review bên trong. Mở ra cái anh Phú ơi. Chờ em xíu nha. Mở bên trong ra. Anh có cái... Rồi đây, thùng của nó. Thùng rất là chắc chắn nha anh em. 3.600.000 tặng pin mà anh em còn có thùng nữa. Cái thùng này em đi anh em này, có mút đàng hoàng này, đó, rất là êm. Thùng này anh em mua là phải nằm tầm nếu mà hãng theo giá hãng bán thì thùng này phải nằm tầm 700 đến 1 triệu rồi. Cho nên anh em lưu ý được tặng cái thùng và được tặng cả pin, cho nên là rất là rẻ. Phiếu bảo hành là đầy đủ nha anh em, bảo hành 12 tháng toàn quốc. Đó. Đây là thân máy của nó. Đó, đĩa 100 này. Thân máy này. Đó. Test máy anh em xem. Máy rất là êm, sử dụng động cơ không chữa than. Đó. Đây, thông số kỹ thuật anh em xem nhé. Xài đá 100, vòng tua 8.500. Thị trường châu Á bảo hành 1 năm. Đó. Anh em lưu ý là sử dụng mài này kia là nên mua hàng chính hãng, bảo hành 1 năm. Thì khi anh em sử dụng bị hư motor này kia, trong này hư mấy cái phụ kiện này kia linh tinh là có thay thế hết. Đó, bảo hành, cho nên là anh em được kiểm tra máy thay thế miễn phí. Đó, thì cái này là có được 2 cái lọc. Lọc này là để khúc này nha anh em. Thì khi anh em vệ sinh bụi bặm, anh em vệ sinh một cái thì còn một cái để thay. Đó, anh em lưu ý. Còn đây là cái để mở đĩa cho anh em thay đĩa này. Đó, đầy đủ hết, có chữ Milwaukee luôn, rất là đẹp. Đó. Khắc luôn. Rồi, 3.600.000 bao gồm thân máy tặng pin, số lượng có hạn, anh em đặt hàng sớm. Đó. Hiện tại là chỉ có bên em còn hàng thôi, còn lại là không có bên nào có hàng nữa đâu, cho nên anh em cứ cần là liên hệ em sớm, số lượng có hạn. Đó. Đây là chốt hết lô hôm nay nha anh em. Lô này là lô về hôm qua. Về hôm qua và hôm nay đã hết hàng. Đó. Thì anh em lưu ý còn 2 cái duy nhất nữa, anh em nào đặt sớm thì liên hệ em. Rồi, cảm ơn anh em xem video.